Trời ơi, tôi bị nghiền cái mùi của tụi mèo này quá. Có ai bị nghiền giống tôi không? Ngay lúc này, tôi chỉ ước mặc mặc thêm mấy cánh tay nữa để có thể đựng hết mấy đứa mèo ở đây. Vé vào cửa thì đã bao gồm nước uống và rất là nhiều đồ ăn vặt. Mình có thể ăn thoải mái này. Refill 30 lần cũng được. Không giới hạn thời gian. Một nơi xả stress rất là lý tưởng. Cái bánh hình mặt cười này nhưng mà nhìn giống như là mặt của mấy con mèo con lúc mới đẻ ha. Cái gì vậy bà nội? Không hiểu là trên quần áo mình có cái mùi gì và tụi nó về quanh hít quá trời. À, đó là mùi sinh nhai hết. Em ơi, đi từ từ thôi, kẻo văng mất cục mỡ. Còn em này mặt quạo chắc là bởi vì ai đánh mất đôi chân của em hả? Chân có chút ép à? Còn em này nữa, trướng mặt như cái bánh bao này, dễ thương chưa? Công chúa, nàng đã tìm được hoàng tử của đời mình chưa? Không thì lại đây với ta. Ôi, cái thảm này mà chụp hình sản phẩm là tuyệt vời nè. Bà nào có bán cái gì mang đến đây là khỏi sắm thảm lông nè. Aeon, Bình Tân và Tân Phú thì hiện giờ đều đã có mô hình cà phê mèo này rồi, dành cho tất cả những con sến yêu mèo tha thiết và đắm đuối như tôi. Đúng là cà phê mèo tiêu chuẩn Aeon Nhật Bản, rất là sạch sẽ. Cứ vài phút là các bạn nhân viên ở đây lại đi lau dọn một lần, nên ngồi đây rất là chill. Nói chung là rất đáng.